ngày thật là vui vẻ nha. Ở bên đây có một bạn đang buồn lắm nè. Hay là tụi mình qua đó coi thử nha. Bạn gì ơi? Bạn gì ơi? Sao nhìn bạn buồn quá vậy? Nhìn bạn trông giống mình nè. Mà nhìn bạn xinh gái quá à. Đừng có buồn nữa nha. Hay là bạn kể cho mình nghe đi. Nhiều khi mình giúp được bạn nữa đó. Chuyện là như nè. Sắp tới mình sẽ có chuyến công tác cùng với sếp mình. Mà đi xe hơi á, đó giờ đâu có biết ngồi xe hơi làm sao đâu. Ngồi sai á là sếp mình bị cười nữa đó. Bạn có giúp được mình không? Đúng rồi đó, cái vấn đề mà bạn quan tâm cũng đang được rất nhiều người quan tâm. Cái đó người ta gọi là văn hóa ngồi trên xe hơi. Vậy thì mời bạn cùng với tất cả mọi người cùng đến với bài học văn hóa ngồi trên xe hơi nha. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu về văn hóa ngồi xe hơi. Bước lên xe hơi, bạn có thể dựa vào quan hệ với người lái xe để chọn chỗ ngồi phù hợp nhất. Nhiều người say xe thường hay chọn ngồi ghế trước, cạnh tài xế. Một số khác lại chủ động chọn chỗ ngồi mà họ yêu thích. Tuy nhiên, trên thế giới có một số quy tắc về chỗ ngồi trên xe hơi. Các bạn nên tham khảo kỹ càng để lúc lên xe xuống ngựa, các bạn được mọi người khen ngợi là con người có văn hóa và lịch thiệp. Xin có một số gợi ý sau đây. Trường hợp thứ nhất, tài xế lái xe. Trường hợp thứ hai, chủ xe tự lái. Người trên là người cao tuổi, chức vụ lớn hoặc địa vị cao. Người đồng cấp là vợ chồng, bạn hữu hay đồng nghiệp. Người nhỏ hơn là trẻ em hay lính lác. Ghế sau bên phải là an toàn nhất. Ghế sau ở giữa ít thoải mái nhất. Ghế trước cạnh tài xế dành cho người đồng cấp. Trường hợp thứ nhất, có tài xế riêng. Người trên ngồi ghế sau bên phải. Người nhỏ hơn ngồi ghế trước cạnh tài xế hoặc ghế sau ở giữa. Lúc lên xe, người trên lên trước. Lúc xuống xe, người nhỏ xuống trước. Mục đích là để mở cửa xe cho người trên hoặc dìu đỡ người cao tuổi nếu cần. Trường hợp thứ hai, chủ xe tự lái. Nếu chỉ có hai người thì bạn lên ghế trước ngồi cạnh tài xế. Nếu có từ ba người trở lên, thì người trên lên ngồi ghế trước với chủ xe. Nếu là người vợ hoặc chồng của chủ xe, thì lên ngồi ghế trước. Cũng có thể đàn ông lên ghế trước ngồi với chủ xe, để vợ của họ ngồi dưới cùng với khách. Nếu không có vợ hoặc chồng của chủ xe, thì anh chị
bạn bè, đồng nghiệp có thể ngồi ghế trước. Những cặp tình nhân hay vợ chồng nên ngồi cạnh nhau. Khi hai người đàn ông và hai người phụ nữ cùng đi trên xe với nhau, hai người đàn ông nên ngồi ghế trước, hai ghế sau nên dành cho phụ nữ. Quan điểm này dựa trên câu nói, đằng sau người đàn ông thành công, cũng có bóng dáng người phụ nữ. Để bảo đảm an toàn cho trẻ em, hãy để chúng ngồi ở ghế sau. Trên thị trường hiện nay có bán ghế chuyên dụng trên xe hơi cho trẻ em. Vị trí ngồi ghế sau bên phải được cho là an toàn nhất trên xe. Vì thế, khi đi taxi, bạn hãy chọn vị trí này nhé. Nếu đang có bầu hoặc chân hơi dài, bạn nên lựa chọn ghế sau. Theo thiết kế của những dòng xe hạng sang, thì ghế sau bao giờ cũng rộng rãi và thoải mái hơn. Thứ năm, ngồi xe hơi 7 chỗ. Hai băng trên phân chia chỗ ngồi giống như xe 4 chỗ. Băng sau cùng dành cho những người có vị thế nhỏ nhất. Các bạn thân mến, trên đây là một số quy tắc khi ngồi xe hơi. Các bạn cần tham khảo kỹ càng để lúc lên xe xuống ngựa. Các bạn được mọi người khen ngợi là con người có văn hóa, là người lịch thiệp. Chúc các bạn thành công. Mến chào tạm biệt các bạn.